Sau khi mà rửa mặt xong thì cái bước chăm sóc da của em bên rất là đơn giản. Để mà giữ cho cái da của mình nó không có bị mụn dưới da, nó không có bị lỗ chân lông to. Đó. Thì em bên làm gì? Đó. Mọi người cứ mà chăm sóc da mà kiểu nước hoa hồng mà xong rồi serum các thứ hả? Nó sẽ làm cho da của mình làm sao bị bích tắc, do nó dưỡng ẩm nhiều quá, mà khí hậu Sài Gòn mình thì nóng ẩm với lại đường bụi bẩn rồi đó mọi người, thấy không? Mình đừng có dưỡng ẩm nhiều quá như vậy. Đây, bây giờ mình xài tới cái bước này là bước serum của nhà bên beauty luôn mọi người. Serum này nó làm cho da của mình làm sao se lỗ chân lông, căng bóng da, không có bị mụn dưới da, nó làm sạch cái da của mình nè. Đó, nó thẩm thấu vô da một cái, nó làm cho da của mình đàn hồi nè, cung cấp collagen cho da nè. Xài cái chai này vậy cái da cực kỳ căng bóng luôn mọi người đó. Căng bóng mà không có mụn nha. Đặc biệt nó làm cho mấy người mà xài kem view nhẹ bên rồi không có tái mụn trở lại. Mọi người xài vậy nè, một giọt một thôi, dùng ba ngón tay cho nó lan ra. Tại một ngón đó, nó sẽ để lại nhiều tinh chất ở trên da đó mọi người. Mình sức ít thôi, mình không cần phải sức nhiều. Đó, một giọt bên đây. Rồi, một giọt bên đây. Một chai như vậy mọi người xài được rất là lâu nha, 6 tháng nha. Đó, rồi. Xài nhiều quá thì cũng phải 3-4 tháng nha mọi người. 599.000 mọi người mua xài thật. Rồi vậy là xong, tối cũng vậy, rửa mặt sạch xong xức serum lên rồi đi ngủ, không dưỡng quá nhiều dưỡng da. Đây là cái bí quyết dưỡng da của em Minh luôn á mọi người. Hồi xưa da mặt của em Minh dữ, thần mụn dữ lắm đó. Em Minh sẽ đó, comment cái hình của em Minh hồi xưa cái da mụn cho mọi người coi, mụn khủng khiếp mụn luôn. Mà hay dưỡng các thứ, mua mỹ phẩm biết bao nhiêu là mất tiền, đi bắn laser, đi thẩm mỹ viện hả, đi làm các thứ nó cũng mụn như thường mọi người. Đó là bởi vì dưỡng ẩm nhiều quá, nó sẽ làm cho cái da của mình giống như là bích tắc lỗ chân lông đó mọi người. Sài Gòn mình thì hả, bụi bẩn, xe máy xe cộ nhiều đông đúc, mình mà dưỡng da nhiều quá thì cái da của mình nó bí sao mọi người. Nhất là những người mà xài kem chống nắng những người mà xài kem chống nắng thì sao, thì mình không biết, mình sức nhiều quá. Kem chống nắng có cái lợi cũng có hại mọi người, nó cũng phải tùy cái loại kem chống nắng mọi người mua nữa. Mọi người mua cái loại kem chống nắng mà nó dày quá ha, mà mọi người sức sao nhiều hơn một hạt đậu, nhiều hơn một hạt đậu ha, thì nó sẽ làm cho cái da của mọi người nó biến, nó bích tắc lỗ chân lông dữ lắm rồi mọi người ha. Nó sẽ làm cho trong cái lỗ chân lông của mình nó nhét đầy kem chống nắng trong đó. Mà làm sao mà mọi người rửa mặt mà nó sạch tới cái lỗ chân lông của mọi người được bằng cái bàn tay của mọi người, đúng không nè? Thì nó sẽ lâu ngày dần dần nó sẽ sinh ra làm sao? Nó sẽ sinh ra bị mụn ở dưới da. Đó, thì cái bí quyết dưỡng da của em Bình là mọi người chăm sóc da càng đơn giản càng tốt. Tại cái da của mình nó còn trẻ mọi người, thì mình chỉ cần cung cấp cái đủ vitamin, khoáng chất, đồ ăn đủ rau xanh,
vô trong cơ thể của mình, cái làn da của mình tự nhiên nó đẹp. Chứ mình 30% nó chỉ là yếu tố bên ngoài, là nhờ mỹ phẩm thôi đó. Và mọi người cứ đã ăn thì thiếu chất, uống thì ít nước, không có đủ vitamin trong người mình, cái da của mình nó không có sáng, không có tươi, nó không có đủ chất trong người, mà cứ chét các thứ mỹ phẩm đắt tiền bên ngoài lên, càng làm bí tắc lỗ chân lông, nó sẽ sinh ra mụn, da của mình nó tái mét, nó nhợt nhạt, nó không có tươi tắn nữa ha mọi người ha. Đó là cách chăm sóc da của em Binh, vừa giúp cho mọi người thứ nhất là tiết kiệm được tiền, thứ hai là không mất nhiều thời gian chăm sóc da đó, thứ ba là da đẹp xinh tươi nữa. Mọi người thấy sao, hơn là một cái cách chăm sóc quá trời chăm sóc, vừa mất thời gian, vừa lo nghĩ nhiều, vừa tốn tiền. Mình phải lo nghĩ cái tiền mình mua mỹ phẩm xịn mình đắp lên chứ mọi người, thấy không, mà da không có đẹp. Trong khi cái chai serum nhà em Binh 599k, mọi người xuất da không đẹp, em Binh trả tiền lại cho mọi người luôn, được chưa? Em Binh hứa là em Binh làm nha mọi người. Da ai mà chữa da bên nhà em Binh mà không được, không thành công, em Binh trả tiền lại luôn. Rồi, được chưa? Chúc mọi người buổi sáng tốt lành nha. Bye bye.